chào các bạn, kỹ sư hẹp trên xe và đang bo cua thiệt là... Ê, chết cha, rồi gì kỳ vậy? Lộn rồi. Trước đó, hôm thì mình đang rất là hăng say trên con Suzuki GSX 750 cùng với lại hệ thống đo góc nghiêng và tốc độ GPS mới nhất do mình mới thiết kế. Để các bạn có thể xem nhé. Cái con số bên phía đồng hồ tốc độ ở giữa chính là số của góc nghiêng, dấu trừ hiển thị cho của trái và không có dấu trừ sẽ hiển thị cho của phải. Bạn có thể nhìn thấy trên điện thoại cũng hiển thị cái độ nghiêng nhưng mà phía trên điện thoại thì nó bị chậm hơn so với tín hiệu một chút xíu, có nghĩa là khoảng sau 3 giây thì nó mới hiển thị đúng cái tốc độ của nó. Còn cái hiển thị trên màn hình là mình đã chỉnh lại khớp với lại video rồi. Và ngoài ra các bạn có thể chú ý thấy rằng đồng hồ tốc độ hiển thị của xe sẽ luôn nhanh hơn đồng hồ GPS khoảng chừng 4-5 km một giờ. Tùy vào giải tốc độ thì cái chuyện đó là bình thường, tại vì nó sẽ có sự sai lệch nhất định. Nhưng cái tốc độ chuẩn thì mình nghĩ là mình cứ sẽ lấy ở giữa của tốc độ xe và của đồng hồ GPS là chính xác nhất. Ngoài ra mình lắp đặt cái camera vị trí này, các bạn có thể thấy được cái vòng tua máy của mình và cả số của mình đang sử dụng. Đây là một cái điều hữu ích để mà hướng dẫn cho các bạn khi mà đi vào cua. Đây, bây giờ mình sẽ chỉ thêm một cái số cách để vào cua mà nhiều bạn vẫn còn đang không biết. Các bạn có thể chú ý, với cái cua phải mình thường hay lấy rộng ở bên trái, nhưng mà khi mà vào thì mình sẽ vào sát lời phải. Đấy. Còn với những cái cua trái mình sẽ lấy sát giữa tim đường. Để làm chi? Để khi mà chúng ta cua phải, chúng ta lấy sát bên trong như thế này thì khi mà chúng ta hết cua, chúng ta ra ngoài, chúng ta vẫn có thể ở trong cái lens của mình. Đây là một góc quay khác hiển thị cái góc cua. Đấy, trước khi mình cua phải là mình sẽ ra bên trái khá sau. Các bạn có thể xem những cái giải đua MotoGP, người ta chạy những chiếc xe trong trường đua, và Rossi, Marquez hay là những cái vận động viên khác thì đua xe cả gói đẩy cái góc nghiêng của mình tới 60 độ hoặc hơn, thì đó là những cái người tai nạn chuyên nghiệp trong trường rồi. Thì dĩ nhiên mình khi mà mình tập luyện thì mình cũng sẽ mong muốn được như họ, nhưng mình chạy ở đâu mới là vấn đề. Chạy trong đường đua thì cái tiêu chuẩn đường đua nó khác, mọi thứ nó khác hoàn toàn. Còn đối với đường thường, ở ngoài đường mình không ưu tiên vào việc cả gói, mà mình ưu tiên vào việc mình nhận định cua trước khi vào cua. Mình nhận định xem nó có nguy hiểm, nó có chướng ngại vật hay như thế nào trước khi vào cua. Đó mới chính là cái quan trọng nhất khi mà chúng ta đi đường trường. Ngay cả việc bạn có một cái kỹ năng tốt trong trường đua, nhưng với đường trường bạn chủ quan, bạn kinh suất thì bạn vẫn sẽ gặp tai nạn accident hoặc là hố cua là một chuyện bình thường mà không ai có thể nói trước được. Ngay cả những người có kinh nghiệm dài và lâu năm đi đường trường vẫn thỉnh thoảng vẫn xảy ra tai nạn thôi. Tại vì nhiều khi mà mình chạy đúng nhưng mà người ngược chiều, người ta chạy sai, người ta lấn mình, người ta đụng mình thì cái đó thì đành chịu thôi. Nói chung là mọi thứ đều phải thiệt là cẩn thận và không được chủ quan. Mình phải làm sao nè, tới một cái cua mà mình không biết được cái cua này nó ra như thế nào thì tốt nhất mình nên giảm tốc độ lại và mình trả xuống số thấp hơn để khi có chuyện xảy ra mình có thể xử lý tình huống được. Bạn sẽ theo dõi hết cái video này, bạn sẽ thấy một cái tình huống tai nạn ngay trước mặt của mình và khiến cho mình gần như là bị tai nạn theo luôn. Đấy, nó không có đơn giản về cái việc đi đường trường, rất là nhiều hiểm nguy, rất là nhiều tai nạn. Vì thế hãy sáng suốt và hãy có một cái đầu lạnh, không để bất cứ một người nào đó làm cho mình ở trạng thái tinh thần bị kích động, mình đua với người khác hay là mình thể hiện như thế nào đấy thì mình sẽ dễ rất là mắc sai lầm, đổ qua một cái góc nhìn khác, đó là góc nhìn phía sau đuôi xe mình.
bộ, mình không có thể nói là mình sẽ giỏi hơn ai hết, nhưng mà cái thực tế là mình cũng đi nhiều nên mình biết thế nào là an toàn cho bản thân, và mình luôn không chủ quan. Chủ quan là sẽ đem tai nạn vào cho chính mình. Để một lần nữa chúng ta hãy cùng xem lại cách đi cua mình nhé. Để đối với những cái cua trái, mình sẽ lấy vạch từ ngay giữa đường mà đè cua, thì để chi, để khi mà lỡ như mà có cua nó hố quá thì mình còn cái khoảng cái phải đường của mình vào, còn với cua phải thì mình phải lấy ra bên trái nhiều rồi từ đó vào bên trong vạch đường của mình. Bạn đợi xíu nhé, tại cua kế tiếp sẽ là cua phải, mình sẽ lấy cho biết, sau đó thì có thể chạy thoải mái.
sao sao cứ từ từ cứ từ từ dựng xe vậy, khổ nó dựng xe vậy. Ngồi xuống rồi cho nó vô mát ngồi. Cô Ba là chủ quan quá. Em đang kẹt cái thắng. Lát rồi, lát rồi. Thằng nào chạy lên trước kia tụi nó đi. Nhớ bây giờ mày bỏ nó đi nha. Tụi nó đâu có đem cái gì đâu phải không? Chạy ngược chạy xuống dưới kiếm con mang thuốc đỏ. Băng keo. Có đủ không? Có bị chấn thương gì không? Cái cột này là cái gì đập vô ạ? Quá có xe tải. Không sao. Má, quay trọn cả luôn không đợi ơi. Với cái tình huống té ngã của bạn này má, thì cái nguyên nhân đó chính là khi trước khi vào cua, bạn ấy đã lấy cái cua rồi, bước vô cho má sớm quá và lấy lấn phang phía đường ngược chiều. Vì thế nên khi gặp xe chạy ngược chiều đã đè thêm cua, nhưng rất tiếc là đã bị cạ gác chân và xe đã trượt ngã. Nói chung mà này là xui thôi chứ không có gì hết. Nói chung là có chơi phải có chịu, chỉ hơi đau đá chút xíu thôi, nhưng mà nói chung là mấy cái này về tới Sài Gòn thì sẽ có cách xử lý tốt, cứ yên tâm không đến nỗi nào đâu. Và bây giờ để thử xem anh ấy đã gây ra một sự cố này nha, mình còn phân tích tình huống ha. Có thể là tới cái cua đó tốc độ nó hơi hơi cao quá, lúc đó xe nó bị trượt và nó đập thẳng vô cái cây cột chỉ giới này. Thực ra mà nói nếu có thể là không có cây cột chỉ giới này có thể đỡ hơn tí xíu. Giờ mình bắt đầu coi tới xe. Cũng may nói chung là như mình nói đó, đang đi cua mà lỡ hố thì mình chỉ việc nằm xuống mình chơi tiếp thôi. Thì lỡ như mà mình có hố hay gì á thì nó cũng chỉ đơn giản là nó trượt, nó sẽ ít bị đâm và nó sẽ ít tai nạn cho mình ha. Thì hiện trạng hiện giờ thì có vẻ như là cần số đã cong bể, bựng đã bể, mâm thì cũng đã bể luôn rồi, do một cái lực quá mạnh đập xuống đường nên nói chung là thiệt hại này thì cũng không đến nỗi là lớn, chủ yếu là đau con người thôi, hơi rát tí xíu nhưng mà không sao. Nói chung là đã bắt trọn khoảng khách. Mình cũng đi xa là mình cũng xém hố con mẹ nó luôn rồi. Hên thiệt. Nói chung là ảnh té xong mà ảnh còn cười rất là tươi. Đấy, là đàn ông phải nam như mạnh mẽ vậy. Nhưng mà hồi nữa tới cái khúc mà bắt đầu mà sức oxy già thì tới cái khúc đó mà mới gọi là dữ dằn. Nói chung là cái gì cũng phải vậy, mình phải sát trùng ha. Mình biết là nó hơi đau nhưng mà phải chịu đựng thôi. Nói chung là cái công đoạn đầu tiên á là phải ráng chịu khó để chùi da bớt ra những cái da chết nào trong đây á, rất là đau. Mày nằm xuống gai không mày? Đau thiệt, đau thiệt, đau thiệt. Đau thiệt, rất là đau. Rất là đau. Rồi ok, không sao, xong một miếng đầu tiên. Nói chung là cái công tác sơ cấp cứu đầu tiên á là mình phải cố gắng làm sao người ta đau thôi chịu, nhưng mà mình không biết đau, nhưng mà mình cứ chùi mạnh tay vô để cho nó ra hết đất cát. Đó, để cho nó đất cát nó ra hết thì nó mới không nhiễm trùng. Cái này đau thiệt. Ok, cái này không phải là show để quay phim đâu mà nó đau thiệt á. Tay kìa, tay kìa, rửa tay kìa. Giờ để cái chân cho nó nè. Thôi cái này để thôi. Rồi bắt đầu tới cái tay nè. Thả cái tay xuống nè. Rồi. Rồi. Này nó khóc luôn. Không sao, không sao, bây giờ nó đang ở trong trạng thái là đề kháng của cơ thể á. Nói chung là nó rất là tiếc là cái đôi găng tay của bạn này thì đã đưa cho một bạn khác mượn, và cái đôi găng khác của bạn kia đưa thì nó lại không có thể nào mà nó rồi rồi. Nói chung là rất là đau, đau chết con mẹ luôn. Đau thấu trời. cô Mina thần xong thánh rồi. Nha xong rồi, xong rồi, cô Mina thần thánh. Nói chung là vết này nó thành ra là vết phỏng không à. Cái này chắc nó bị chà cái quần. Phỏ
phỏng đúng không? Cái này nó là vết vừa chạy vừa phỏng á. Nó chạy cái quần nóng quá. Nhưng mà không có bị va đập. Ừ. Nói chung là do nước. Có quay hiện trường chưa? Có quay hết hiện trường rồi. Nói chung là một khi đồng đội té thì nói chung là đây là một niềm vui. Tuy là biết là đau hết nhưng mà thấy mắc cười lắm. Nói chung là cũng vui lắm á. Nói chung là thật ra là mình hên thôi chứ mình đi làm sao mình xếp mẹ là mình đụng mẹ nó cái cột rồi. Mình nói là mình đụng cái cột rồi đó. Có quấn nào mà nó xếp? Như vậy? Quấn cái gạt nào hay dán kìa kìa thôi. Quấn gạt luôn. Ờ à, để phút cuối rồi đó. Phút Movidin là quấn gạt nữa còn rác nữa. Không sao vậy nó sẽ êm. À, bây giờ mình sẽ đưa xe tải hậu cần lên gạt đưa em nó về thôi. Ở trong hoàng chơi được mà. Một thanh niên đã từ giáo quốc chơi vào bạn ơi. Một sai lầm mà rất là nhiều các bạn hay đi cua đó chính là đánh giá cua quá sai. Trong tình huống này đi tốc độ quá cao và lấy cua quá sớm, lấn qua đường ngược chiều vì cua quá gắt nên lấn qua. Nhưng mà vô tình gặp xe ben đang ngược chiều nên giật mình. Và thế là nghiêng quá nghiêng cả gác chân. Nên đã bị đổ xe. Một cái tình huống thiệt là hết cách.